các đại nghĩa sĩ Tân Dân Chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Đại chủ tịch, đi lên. Chào tay, chào. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng sông núi, chư anh linh tiền nhân liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh. Xin phù trì con cháu Việt Nam đàng hoàng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản, được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiến kiêu hùng, đập tan sông được mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Chết oai linh lưu hương bất khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc bao thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ, voi hùng chết để cầm ngà hồn thiên xa bay. Chúng tôi, nữ sĩ Lê Phan, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Nguyện xin đấng tối cao, thượng đế, trời, Phật và hồn thiêng sông núi
các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhận nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lầm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện đến đây chấm dứt. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình của Thập Bát Tú. Tiếng nói ban thông tin nội địa. Ban thông tin nội địa được vinh dự do Đức Thân Đức Quốc Công thành lập vì Ngài ưu ái muốn lắng nghe tiếng nói của đồng bào ruột thịt Việt Nam trong nước. Chương trình này sẽ được phổ biến hàng ngày trên trang YouTube do 18 vị anh thư hào kiệt tại nội địa, đại diện cho nhiều tầng lớp trong xã hội đủ mọi miền của đất nước với danh xưng là Thập Bát Tú. Chúng tôi cùng Thập Bát Tú trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào quý giới chức, quý đại biểu cùng quý thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Cùng kính chào quý thính khán giả đang theo dõi chương trình của Ban Thông tin Nội địa. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em
ta chung cùng nhịp thở. Ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ ngày sông núi đợi chờ. Và kính chào quý khán giả trong và ngoài nước. Sau đây, chúng tôi được vinh dự phổ biến bức tâm thư của Đức Quốc Công. Kính mời quý vị cùng nghe. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Ngày 20 tháng 3 năm 2021. Kính thưa đồng bào, quý vị, anh chị em và các cháu. Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm Tổng thống Ronald Reagan nói chuyện với hội những người trẻ tại Hoa Kỳ lần đầu tiên trong tư cách là Tổng thống Mỹ năm 1981, cũng là ngày Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam sau nhiệm kỳ thứ nhất, chúng tôi có lời thăm hỏi chân tình đến tất cả đồng bào yêu dấu nơi quê nhà, nhất là những bạn thanh niên, thiếu nữ, những người trẻ Việt Nam đang đối diện với bao khó khăn và thử thách hàng ngày chung quanh. Cuộc sống vốn không dễ chịu và bằng phẳng như chúng ta mơ ước. Khi được che chở, nâng niu trong vòng tay thân yêu của ông bà, cha mẹ, lại càng khó khăn hơn dưới chế độ cộng sản. Chúng tôi thấy mình thật có lỗi khi chưa bao giờ chuẩn bị cho anh chị em và các cháu tinh thần và cách đối mặt với những điều bất trắc từ khi nhận trọng nhiệm là
Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin cho chúng tôi được dùng danh từ tôi và thân thiết gọi quý vị và các bạn là anh chị em và các cháu. Chính bản thân tôi cũng chưa sắp xếp được ý tưởng và những cảm xúc dâng trào khi nghĩ đến anh chị em và các cháu. Nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong mọi người đọc qua, vì tôi không hề muốn những điều mình biết, những nỗi đau hay bất hạnh xảy ra cho mình có thể tái diễn, cho dù anh chị em và các cháu có ý chí kiên cường và dũng cảm hơn nhiều. Thước đo của sự thành công hay giá trị của con người không phải là những vật chất hay danh vọng. Chính niềm tin, hy vọng, sự nhẫn nại và ý chí vượt qua mới là khuôn khổ tôn vinh nhân phẩm của mỗi người. Anh chị em và các cháu có thể nghe lời tôi khuyên hay học kinh nghiệm từ những người khác, từ những câu chuyện mình nghe hay biết được từ trong sách vở, báo chí, bạn bè và người thân. Nhưng tất cả không phải là mẫu mực của bản thân. Chỉ khi nào chính mình trải qua thì điều đó mới chính thực là của mình. Mọi người lớn lên hay trưởng thành bằng kinh nghiệm và nghị lực đối đầu với khó khăn, chứ không do lý thuyết hay sự từng trải của người khác. Thế gian có hàng triệu tỷ sinh linh, nhưng ai cũng quan trọng, ai cũng có vị thế riêng biệt và đặc biệt của người đó. Ngay cả lúc thất vọng, hãy luôn nghĩ về những điều từng mơ ước. Hãy mạnh dạn tiến bước một cách tự tin, trầm tĩnh, vững vàng, không tự dằn vặt, ân hận hay nuối tiếc những gì đã qua. Ai cũng có lúc thành công hay thất bại. Sự thành công là thêm tự tin, sự vấp ngã chỉ là kinh nghiệm, mà can đảm tiến bước lại càng tốt hơn. Không ai có thể đánh giá một giai đoạn đã qua là chân giá trị của đời mình. Những câu nói chưa suy nghĩ kỹ có thể bị hiểu lầm. Cứ làm theo cách mình tự tin, đi theo con đường mình đã định, đã cho rằng đúng dù chưa ai làm. Nên nhớ, hạnh phúc là cảm giác trên từng chặng đường, chứ không chỉ là lúc tới đích. Bất kỳ lúc nào cũng là điểm khởi hành tốt nhất của chúng ta, và không ngần ngại nói lời xin lỗi hay biết cảm ơn và tha thứ. Cuộc đời như hành trình leo núi, không cần quay đầu nhìn lại quá lâu với những gì mình đã vượt qua hay bị thất bại. Hãy luôn hướng về phía trước. Lúc lên tới đỉnh sẽ cảm nhận được cả bầu trời. Và đừng quên, tình cảm chân thành luôn là nguồn động viên lớn nhất. Đừng bao giờ mong mọi người phải hiểu mình, và cũng đừng quy kết cho số phận nếu vấp ngã, mà hãy cố gắng tận nhân lực. Tất cả những gì trải qua là vốn liếng sống của chúng ta. Hãy sống thật với cảm xúc của mình và đừng quên những điều bình dị, những nơi chốn thân yêu từng gắn bó với tuổi thơ của mình, những kỷ niệm đẹp, cả những bạn thân hồi thơ ấu, những dư âm, tiếng đàn, bản nhạc làm cho mình xúc động, sâu sắc, đôi khi làm đau lòng, nhưng sẽ giúp vượt qua khó khăn với đôi chân, bàn tay và trí tuệ của chính mình. Mỗi ngày là một ngày mới với những điều tốt lành và bất ngờ nhất sẽ đến cùng với sự cố gắng của anh chị em và các bạn. Hãy sống giản dị, chân thành và thật lòng. Những gì đã qua là vốn sống. Không có điều gì mất đi mà không mang lại điều mới mẻ, bổ ích hơn. Nếu chúng ta chưa tìm thấy, hãy tĩnh lặng, suy nghĩ sâu sắc để nhận ra. Những gì cho đi từ trái tim sẽ nhận lại từ trái tim. Không chỉ cầu mong hay mơ ước, mà hãy hành động
cuộc sống luôn có luật nhân quả, sẽ luôn công bằng, có trước, có sau với tất cả mọi người. Chính chúng ta mới làm chủ chính mình, chính chúng ta mới hiểu được mình là ai. Điều gì có thể làm được thì nên làm, không cần bi quan, vì chẳng giúp được gì thêm. Hãy lạc quan và tự tin. Chúng ta là những người hữu thần, hãy nhớ cầu nguyện và tin vào sự nhiệm màu. Điều kỳ diệu của sức mạnh tâm linh hướng thượng sẽ đến với những ai thành khẩn. Một ngày mới, hạnh phúc mới đang đến. Lòng tôi luôn hướng về anh chị em và các cháu. Trân trọng và thân mến, Đào Minh Quân. Chúng tôi vừa đọc xong bức tâm thư. Kính cảm ơn Đức Quốc Công và quý vị đã lắng nghe. Trân trọng kính chào. Chúng tôi, Đại tá Cindy Ly Đào, trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và kính chào toàn thể quý khán thính giả. Chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe bài thuyết trình Lá cờ thiêng của Tổ quốc Việt Nam. Lá cờ Việt Nam là cờ vàng ba sọc đỏ. Màu cờ được truyền từ lâu đời của Tổ tiên Việt Nam, chính thức trở thành lá cờ đại diện quốc thể Việt Nam theo sắc lệnh số 03 do Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam ký ban hành ngày 2 tháng 6 năm 1948, đã được người Việt Nam kế tục và gìn giữ trong các thế hệ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là lá cờ thiêng, lá cờ chính nghĩa của Tổ quốc Việt Nam. Để bảo vệ lá cờ này, có biết bao chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải nằm xuống cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Sau biến cố đau buồn, ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ thiêng của Tổ quốc Việt Nam không còn tung bay ngạo nghễ trên những nóc nhà Việt Nam, mà thay vào đó là lá cờ ô nhục màu máu, có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến của Tàu Cộng. Tuy nhiên, dù Việt Nam Cộng Hòa tạm thời rút lui, nhưng quốc kỳ không bao giờ mất đi mà vẫn trường tồn trong trái tim người dân nước Việt, cho dù phải sống ly hương. Có một người đã làm hồi sinh niềm kiêu hãnh của lá cờ thiêng, cho nó được tung bay trên bầu trời nước Mỹ, ngang hàng với lá cờ của một đại cường quốc Hoa Kỳ. Người đó chính là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa. Ngài là một người chiến sĩ về nặng nợ núi sông, cho dù phải tạm rời xa đất mẹ Việt Nam, nhưng vẫn luôn ôm trọn lá cờ của Tổ quốc vào lòng và đem theo ngài dù bất cứ ở nơi đâu. Ngày 14 tháng 8 năm 1980, Đức Quốc Công Đào Minh Quân và gia đình đến Hoa Kỳ. Để ổn định cuộc sống, ngài tích cực lao vào việc học. Ngài chọn học ngành chuyên viên điện toán tại trường Rancho Santiago Community College, chương trình 2 năm rưỡi. Tuy nhiên, với bẩm tính thông minh và chịu khó, chăm chỉ ngày đêm rèn luyện, nên chỉ trong vòng 3 tháng rưỡi, ngài đã hoàn thành khóa học và thi đậu ngành chuyên viên điện toán với điểm số rất cao. Đây là một việc hiếm hoi chưa từng xảy ra ở ngôi trường này. Hội đồng giám khảo không tin vào kết quả đó, đã yêu cầu ngài phải thi lại. Ngài chấp nhận yêu cầu với một điều kiện: nếu kết quả thi lại đạt được điểm số cao như kết quả ban đầu, thì nhà trường phải cho treo lá cờ vàng ba sọc của Việt Nam Cộng Hòa
ngang hàng với lá cờ Hoa Kỳ trong ngày lễ tốt nghiệp. Hoa Kỳ là đất nước văn minh và tôn trọng nhân tài, nên điều kiện của Ngài được chấp thuận. Kết quả thi lần hai của Ngài đạt được như lần đầu. Trong buổi lễ tốt nghiệp tại trường Rancho San Diego Community College vào năm 1981, lá Hoàng Kỳ của Việt Nam được dương cao ngang hàng với lá cờ Hoa Kỳ và bài quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa cũng được hát vang trong ngày lễ long trọng đó. Tất cả thầy cô, bè bạn của Ngài trong trường đều xúc động, ngạc nhiên và ngưỡng mộ một nhân tài người Việt hiếm hoi, có tấm lòng yêu quê hương, đất nước và lòng tự tôn dân tộc vô cùng to lớn. Không ít người đã thắc mắc, với hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của một người Việt Nam vừa mới định cư tại Hoa Kỳ, tại sao chàng sinh viên này không đòi hỏi bất kỳ phần thưởng vật chất nào mà lại mong muốn một điều kiện lạ lùng như thế? Có mấy ai biết được tấm lòng của Đức Quốc Công Đào Minh Quân luôn dành cho đất nước quê hương, không một chút mưu cầu lợi ích cho bản thân. Đó là sự tiên khởi cho lá Hoàng Kỳ tung bay lần đầu tiên trên xứ người. Chưa dừng lại đó, vào mùa thu năm 1990, đích thân Đức Quốc Công Đào Minh Quân cùng với các chiến hữu đã thực hiện lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa dài nhất thế giới, hơn 90 feet, khoảng 30 mét, ngay tại trung tâm thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản vùng Nam Cali, thành phố Garden Grove. Dưới sự chứng kiến của đông đảo đồng bào các nơi tập trung về để dự lễ thượng kỳ lớn nhất do chính Ngài tổ chức và chủ trì, lá cờ vàng của Việt Nam lại một lần nữa được dương cao và tung bay giữa bầu trời của Hoa Kỳ. Sau khi tuyên thệ nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991, Ngài đã bỏ ra nhiều tâm sức để công du khắp nơi trên thế giới, vận động bạn bè quốc tế công nhận Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cho đến ngày 23 tháng 6 năm 1991, lá Hoàng Kỳ thiêng liêng, quốc kỳ của Việt Nam, là biểu tượng thiêng liêng của quốc gia Việt Nam, mới chính thức được vinh dự tung bay ngang hàng với quốc kỳ Mỹ tại San Jose, với sự chứng kiến của trên 40.000 dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và Đức Quốc Công. Từ đó đến nay, lá Hoàng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa không còn xa lạ với cộng đồng quốc tế, mà đã tung bay khắp trời Âu Mỹ, và Hoàng Kỳ của Tổ quốc sẽ do chính Đức Quốc Công đem về trao cho toàn dân. Lá cờ thiêng sẽ được tung bay trên khắp bầu trời Việt Nam một ngày sắp tới đây. Xin mời quý vị hãy tham gia trưng cầu dân ý bầu Đức Quốc Công Đào Minh Quân qua các đường link sau đây: www.trưngcầudânýi.us, www.trưngcầudânýi.info, www.trưngcầudânýi.org, www.chinhphuquocgiavietnamlamthoi.com. Chúng tôi tạm thời kết thúc phần thuyết giảng hôm nay và rất mong gặp lại quý vị trong phần thuyết giảng kế tiếp của chúng tôi. Kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Trân trọng. Quý vị và các bạn vừa xem chương trình Ban Thông tin Nội địa. Chúng tôi tạm kết thúc chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Quý vị hãy cùng chúng tôi bấm share
để tiếng nói ban thông tin nội địa được truyền tải đến tất cả đồng bào Việt Nam biết đến mà cùng chung tay góp một lá phiếu trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân để sớm trở về triệt tiệt bọn cộng sản vô thần bán nước hại dân. Đồng thời, chúng tôi cũng kính mời quý đồng bào cùng chống cộng mạnh mẽ, cùng chúng tôi xác định lập trường chống cộng một cách dứt khoát bằng hành động ký đặt mặt tên Việt Giang Hồ Chí Minh để tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Để kết thúc chương trình, chúng tôi kính chúc Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đệ tam và quý vị cùng các bạn luôn được dồi dào sức khỏe và bình an. Kính chúc quý giới chức, quý đại biểu cùng quý thành viên đồng nhiệm luôn được mạnh khỏe, bình an và luôn giữ vững tâm trí, luôn tràn đầy niềm tin, luôn thương yêu, cùng đoàn kết gắn bó, cùng một lòng phò tá Đức Quốc Công hoàn thành công cuộc giải thể hoàn toàn Cộng sản Việt Nam trên quê hương bằng một cuộc cách mạng tâm trị ôn hòa không đổ máu. Kính chúc đồng bào Việt Nam luôn tràn đầy sức khỏe và bình an. Kính chúc cho đồng bào mỗi ngày bớt đi nỗi sợ hãi, luôn bị đè nặng dưới chế độ tà quyền của Cộng sản và hãy mạnh mẽ làm một hành động đầy thiêng liêng cùng thể hiện sức mạnh và tầm quan trọng của lá phiếu trưng cầu dân ý bầu cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân đại diện cho người Việt Nam đứng ra giải thể cái được gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình được khép lại tại đây. Trân trọng kính chào tạm biệt. Vào trang pcdi.com, giao diện sẽ hiện ra, bạn điền thông tin vào mẫu có sẵn, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số căn cước và những thông tin liên lạc như Facebook, email, số điện thoại và người giới thiệu. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu Đào Minh Quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Sau đó chọn có hoặc không, đồng ý chọn có, không chọn không. Đồng ý tham gia chọn có, không thì chọn không. Xác nhận thông tin đúng sự thật, chọn có, kiểm tra lại thông tin và ấn gửi. Một thông báo sẽ xuất hiện, ghi lại mã số này, để có quyền lợi cho mai sau. Điều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu Đào Minh Quân thương dân vì nước. Hãy chuẩn bị cờ vàng, cùng chào đón chính thể Cộng hòa trở lại trên quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống trên đường giữa thế gian. Trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân, trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân, trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân, trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân.